Ngày 15 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, đã ra quyết định tạm đình chỉ thi công đối với công trình cầu đáy kính cao 28m xây không phép trong danh thắng quốc gia thung lũng tình yêu, cùng với quyết định tạm đình chỉ thi công là quyết định xử phạt hành chính công ty cổ phần, du lịch thành thành công Lâm Đồng, công ty TTCL Âm Đồng, 40 triệu đồng về hành vi xây dựng cầu đáy kính khi chưa có giấy phép. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư lập thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định, trong thời hạn 60 ngày nếu chủ đầu tư không xuất trình giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo rỡ công trình. Như thông tin trước đó, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt phát hiện tại khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, đường Mai Anh Đào, phường 8 thành phố Đà Lạt, chủ đầu tư đã cho xây công trình cầu đáy kính 7D không phép. Để thực hiện công trình không phép này, công ty TTCL Âm Đồng đã sử dụng trái phép 27 lao động Trung Quốc để xây một số hạng mục quan trọng của cầu đáy kính. Tại thời điểm Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, các lao động trái phép này đã về nước liên quan đến vụ việc ông phan văn đà phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có công văn giao sở xây dựng tỉnh lâm đồng chủ trì kiểm tra các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình cầu đáy kính bên trong thung lũng tình yêu đối với người trung quốc làm việc không phép tại công trình ông đà cho hay sẽ có chỉ đạo tiếp theo khi các cơ quan chức năng có báo cáo về vụ việc